nhưng mà chúng ta thấy một điều mà rất thú vị đó là hôm nay lại có một thông tin là một trong những người mà đang thiếu nợ Voyager chờ đó, đó chính là không ai khác hơn là Sam bankman Free của FTX thì có thể là các bạn cảm thấy được rất khó hiểu tại sao mà chúng ta lại nhận thông tin là Sam Bankman Free nợ Voyager 377 triệu Thì chúng ta đã nhớ đó là cách đây không có lâu thường chia sẻ với các bạn là Voyager cũng chia sẻ những cái thống kê Là họ cho một số những công ty mượn và đương nhiên họ chỉ nêu ra cái tên là Three Arrows Capital mà thôi Những công ty khác thì họ không có để tên nhưng mà có một cái công ty mà họ cho vay rất nhiều là ba trăm mấy triệu đô la đó Cuối cùng chúng ta đã biết đó chính là công ty Alameda Research của Sam Bankman Free thì cái điều mà thường không hiểu đây đó là tại sao Sam lại mượn cái số tiền 377 triệu này Giống như chúng ta đang đi vòng vòng gì đó tại vì thường không có hoàn toàn rõ ràng là chuyện đang xảy ra Khi mà chúng ta nhìn thấy những thông tin như là chúng ta đã nhớ đó là Sam Bankman Free đã cho công ty Voyager mượn 485 triệu cái số lượng tiền này đó là cho bạn đã nhớ là 200 triệu và cộng với lại 15.000 đồng Bitcoin và họ cho một đường vay tín dụng thì nếu như họ có cái số tiền này mà họ đang mượn vô mươi 377 triệu thì tại sao mà họ không có cả cái số tiền này đi 377 triệu rồi sau đó họ cho mượn một phần nhỏ hơn thì nguy hiểm nó ít hơn tại sao họ lại làm như vậy thì thường không hiểu có thể là tại vì hợp đồng vẫn chưa có đáo hạn cho nên họ không thể trả số tiền này được. Cái này chúng ta không biết được là bên trong như thế nào nhưng mà đây là một trong những thông tin rất là thú vị mà tôi muốn chia sẻ với các bạn. Và thêm vào đó nữa đó là nếu như nói tới là cần tiền thì Thu cảm thấy là gần đây FTX cũng rất là nổi tiếng với việc là họ nói họ có tiền và sẵn sàng có thể là cho vay và nói chi tiết hơn đó, hôm nay họ nói là họ có khoảng chừng là 2 tỷ đô la để có thể là cho vay hỗ trợ những công ty mà đang gặp khó khăn trong thị trường crypto này thì nếu như họ đã có cái số tiền nhiều như vậy thì ta sẽ họ lại đi vay mượn con số là 377 triệu này rất là khó hiểu. Nhưng mà nào mà có những thông tin gì hãy comment ở bên dưới. Nhưng mà đây là điều mà tôi muốn chia sẻ với các bạn. Rồi cũng điều nữa chúng ta cũng không thấy một trong những nhân vật nổi tiếng lên tiếng gần đây đó chính là CZ của Binance. Các bạn đã biết là Binance cũng có rất nhiều tiền thì gần đây Binance cũng không có bất cứ một động thái nào trong khi mà FTX cho công ty voi cho mượn rồi cho BlockFi mượn rồi mua lại BlockFi các bạn đã nghe nói rất nhiều rồi. Rồi chúng ta cũng nói tới là Nexo thì muốn mua lại công ty Vol ngày hôm qua thường đã chia sẻ với các bạn Nhưng mà chúng ta vẫn chưa thấy động thái nào đến từ sàn Binance Không biết là họ có đang có tính toán như hay là không Thì vào đó đó chúng ta cũng thấy được là có một số những tiểu bang trước đây Hồi tháng 3 đó họ đã bắt đầu là điều tra công ty Voyager này Và với cái cáo buộc là công ty Voyager bán những cái cổ phiếu mà không có đăng ký Có nghĩa là những cái hợp đồng cho vay này đó là thật sự là cổ phiếu mà không được đăng ký trong đó chúng ta có những cái tiểu bang như là Alabama, Texas, New Jersey và một số những tiểu bang khác và ngày hôm nay chúng ta lại thấy là alabama lại tiếp tục à, nói là họ đã mở một cuộc điều tra cuộc điều tra này đó là không chỉ nói về việc là có thể là vôi trời bán cổ phiếu mà không có đăng ký mà họ cũng điều tra cái việc là cấm không cho người ta rút tiền ra khỏi à, sàn vôi đó. đó là một trong những hành động phạm pháp thì đây là thông tin mới nhất mình thầm muốn chia sẻ với các bạn nói chung thì vôi trời hôm nay là cái thông tin lớn nhất trong thị trường crypto này và thêm vào đó đó chúng ta cũng thấy được là một trong những người mà đã từng ủng hộ Voyager đó chính là tỷ phú Mark Cuban. Thì tỷ phú Mark Cuban đó có một cái đội bóng rộ cũng rất nổi tiếng đó chính là Dallas Mavericks. Thì đội bóng rổ này đó là có rất nhiều fan và Mark Cuban cũng đã từng ủng hộ Voyager và cũng là một cái đối tác của Dallas Mavericks thì rất là nhiều fan tin tưởng và gửi tiền vào trong Voyager. Bây giờ Voyager không rút tiền và họ khai phá sản thì đương nhiên tỷ phú Mark Cuban cũng bị những cái chỉ trích không kém. Đó chính là những cái thông tin liên quan tới Voyager mà tôi muốn chia sẻ với các bạn. Thì nói chung đó, chúng ta cũng đã thấy được là trước đây đó khi mà sàn Coinbase trong cái đợt mà họ gửi giấy tờ tới cho sec đó thì có một cái câu hỏi mà khiến cho nhiều người lo lắng đó chính là trong trường hợp mà một công ty bị phá sản đó thì những cái tài sản đó sẽ như thế nào thì các bạn đã thấy được rồi bây giờ chúng ta đã có tuy arrow capital chúng ta bây giờ đã có voyager khai phá sản rất rõ ràng là khi mà khai phá sản đó thì tài sản các bạn trên những cái sàn những cái dịch vụ này đó đều đứng ở đó và các bạn không làm gì hết và những tài sản đó đó coi như là các bạn trở thành chủ nợ chứ không thể nào mà lấy tài sản đó trở về được và các bạn phải chờ to hay là chờ công ty đó ra cái quyết định là sẽ bồi thường các bạn như thế nào và đi nhiên các bạn chỉ lấy là một phần mà thôi và đây cũng là điều tương tự đối với lại Celsius Celsius thì vẫn chưa có chính thức là khai phá sản Họ vẫn đang tái cấu trúc công ty Tự mình họ làm mà thôi Và chúng ta vẫn chưa có biết nhiều thông tin Nhưng mà có thông tin ngày hôm nay đó là Họ đã có một cái sự thay đổi Liên quan đến cái hội đồng quản trị của họ Họ đã thay đổi có nghĩa là họ Một số người đó là bị Đẩy ra khỏi hội đồng quản trị Và họ thêm một số người mới Giống như chúng ta có hai người đó chính là David Barrs Và Alan Jeffrey Carr Hai người này đó đã, đã tham gia vào hội đồng quản trị của Celsius từ ngày 28 và 29 tây tháng 6 và đây là hai người mà có cái kinh nghiệm về tái cấu trúc công ty có nghĩa là đứng sau lưng thì họ vẫn đang tiếp tục tái cấu trúc công ty nhưng mà vẫn chưa biết rõ là họ sẽ tái cấu trúc như thế nào khi mà có thêm thông tin thì mình sẽ chia sẻ với các bạn còn một số những thông tin khác thì mình muốn chia sẻ với các bạn giống như chúng ta nói tới Ethereum đi thì Ethereum đó cũng đã coi như kích hoạt cái uh, Sapolia Testnet rồi. thì điều này có nghĩa gì? điều này đó có nghĩa là chúng ta lại tiến dần thêm một bước nữa để có the Merge tích hợp Ethereum để chính thức chuyển qua Proof of Stake. thì để hiểu rõ hơn đó thì các bạn nên biết là chúng ta đã có hai cái đợt thử nghiệm. thứ nhất là Robston, thứ hai là Sapolia. chúng ta còn thêm một cái Testnet nữa đó chính là Goli. thì sau khi mà Goli thành công đó thì chúng ta sẽ có thể thấy Ethereum có ngày chính thức chuyển qua thành cây hệ thống Proof Stake mà chúng ta đã chờ đợi thì Gurley đó testnet này sẽ bắt đầu trong thời gian khoảng chừng là vài tuần tới và vẫn ước tính là từ tháng 9 cho đến cuối năm đây chúng ta sẽ có Ethereum chính thức có cái sự tích hợp chuyển qua Proof Stake thì có rất nhiều bạn đó vẫn nói là Ethereum các bạn đã nghe nhiều rồi là cập nhật quá chậm hay là Cardano là một cái mạng lưới cũng cập nhật chậm nhưng mà thật ra đối với những gì mà chúng ta đã chứng kiến trong thời gian một năm qua đó nhất những, những bạn mới đó thì các bạn cũng đã có thể thấy được là chậm chưa hẳn là xấu đâu chúng ta cũng có những cái mạng lưới mà nhanh hơn cập nhật lẻ hơn nhưng mà gặp nhiều rắc rối như là solar là chúng ta cũng có và rất là nhiều những cái sự kiện khác cho chúng ta thấy được là những cái mạng lưới mà chậm lâu đời có sự cẩn thận không hẳn là xấu đâu các bạn và những thời điểm như thế này là những thời điểm mà chúng ta có thể thấy được là tại sao BTC đó lại là một chuyên đồng mà vẫn đứng hạng thứ nhất năm này qua năm đó có thể là những bạn mới cũng đã nhận ra được giá trị của BTC rồi Kế tiếp là chúng ta có một thông tin liên quan tới đồng Dogecoin thì nói chi tiết hơn đó. Đây là một cái thông tin đến từ cái công ty gọi là Boring. Thì Boring là một công ty của Elon Musk. Boring là công ty mà họ gây dựng đường hầm chạy xe cao tốc. Có nghĩa là khi các bạn vào cái đường hầm này đó của công ty Boring được tạo ra bởi Elon Musk thì các bạn có thể là chạy rất là lẹ giống như là Tesla có thể chạy. Theo ước tính đó là có thể lên tới là 150 mét mỗi một giờ nhưng mà hiện bây giờ đã chỉ chạy cái tốc độ là thấp hơn là 35 m một giờ mà thôi nhưng mà sau thời gian đó họ sẽ từ từ nâng cái tốc độ lên khi mà hoàn thiện và khi mà hoàn thiện rồi đó họ đang gây dựng một cái đường hầm ở Las Vegas và sẽ kết nối với một số những cái nơi khác và khi mà thành công rồi đó thì đương nhiên vô trong đây các bạn phải trả tiền và họ nói họ có thể cho những cái người mà lái xe thanh toán bằng đồng Dogecoin đó chính là thông tin mới nhất liên quan tới Dogecoin thường muốn chia sẻ với các bạn còn một thông tin khác nữa Tôi muốn chia sẻ đó là một trong những người mà chúng ta đã lâu rồi không nghe nói tới đó chính là tỷ phú uh, Tim rapper Thì Tim rapper là một trong những người uh, tỷ phú giàu là nhờ BTC và chúng ta nghe nó rất nhiều những năm như là 2017 và 18 nhưng mà gần đây ít nghe nói tới. Thì trong một cái uh, cuộc phỏng vấn đó thì chúng ta được là tỷ phú Tim rapper cũng tiếp tục xác nhận cái sự tin tưởng của mình. Nói là mặc dù là tình hình không tốt như thế này đó thì Tim rapper vẫn nghĩ là chỉ cần cho Bitcoin thêm một chút thời gian thôi, Bitcoin sẽ có thể chứng minh được là một trong những cái sự lựa chọn tốt hơn Nhưng mà team rapper lại nói là có thể là nhiều người đó sau khi mà đã hiểu được lạm phát là gì Tại vì gần đây đó hầu như ai cũng đã hiểu làm phát là gì rồi Thì có thể là họ sẽ chuyển qua để mà sử dụng Bitcoin hàng ngày Thôi thì không nghĩ gì đâu Thôi thì nghĩ là khi mà mọi người hiểu hơn đó, thì họ có thể lựa chọn Bitcoin cũng như là một sự lựa chọn thay thế một số những cái tài sản khác như là vàng đó là cái lòng tin tinh thần thường, thường đã từng chia sẻ với các bạn nhưng mà đây cũng là một trong những cái lời phát biểu của một người mà chúng ta đã ít nghe nói tới Team Rapper Phần cuối video này đó Thượng muốn dành thời gian để mà chia sẻ một số những dữ liệu on-chain với các bạn Cũng không nhiều lắm đâu à, Chúng ta cũng đã thấy được đó, là trong cái tháng 6 vừa qua đó chúng ta cũng có một số những cái động thái liên quan đến những thời đào tôi đã chia sẻ với các bạn à, những cái công ty đào như là chúng ta nói tới CoreLogic ngày hôm qua đã bán rất nhiều Bitcoin của họ và để hiểu rõ hơn đó chúng ta thấy được là có hai cái chỉ số thứ nhất là chỉ số MPI đây là một cái chỉ số đo lường cái động thái của thời đào khi mà cái đường màu xanh này tăng lên đó, nhất là những lúc mà tăng lên qua khỏi đường màu đỏ này đó là những lúc mà chúng ta thấy thời đào có cái dấu hiệu bán và chúng ta thấy được là dấu hiệu đó đã xảy ra hồi tháng 6 như thường đã chia sẻ với các bạn Điều này chúng ta cũng đã biết rồi Thứ nhì nữa chúng ta cũng có một cái chỉ số khác Đó chính là cái chỉ số đo lường những cái địa chỉ ví của những cái công ty đào đó Và cái số lượng Bitcoin họ gửi lên trên sàn trung bình Thì chúng ta đã thấy được là trong tháng 6 chúng ta cũng có hai đợt cái đường màu xanh này tăng lên Nhưng mà sau đó đó cũng như là chỉ số MPI nó đã, đã nguội lại có nghĩa là gì? Có nghĩa là hy vọng là chúng ta thấy là những cái xưởng đào nhỏ đó mà họ không có lời họ không chịu nổi thì họ phải bán bitcoin của mình nhưng mà các bạn đã nhớ thường chia sẻ đó là những cái xưởng đào này họ bán bitcoin tới khi nào họ bán hết thì họ cũng không thể nào mà bán thêm được nữa thì cái lực bán nó cũng sẽ giảm theo thời gian những cái công ty đào lớn như là marathon thì họ cũng đã từng nói là họ có một cái lượng tiền dồi dào và không cần phải bán bitcoin trong một thời gian dài họ hoàn toàn có thể tiếp tục lưu trữ bitcoin và tiếp tục đào cho nên những cái xưởng đào lớn đó thì có thể chúng ta không cần lo lắng nhiều những xưởng đào nhỏ đó thì có thể là họ đã bán tháng sáu rồi. đây cũng có thể là một trong những lực bán mà chúng ta à, phải chịu tháng vừa rồi, cộng với lại những cái sự kiện như là Tezos Capital, như là Luna và chúng ta nhìn vào tổng số lượng Bitcoin trên sàn nên thì có nhiều hơn hay là ít hơn thì các bạn đã thấy được là tính theo ngày đó. Thì uh, cái số lượng mịt của sàn tiếp tục giảm và giảm tốc độ còn nhanh hơn nữa Tôi nghĩ đây là dấu hiệu của nhiều người rút tiền ra khỏi những cái nền tảng và những cái sàn Tại vì những cái sự lo sợ như thường đã chia sẻ với các bạn Liên quan đến những công ty có thể là họ ngưng cho rút tiền hay gì đó Cho nên nhiều người lo sợ Còn về Ethereum thì ra sao Ethereum ấy, thì chúng ta thấy được là có cái hiện tượng ngược lại một chút Có nghĩa là bắt đầu từ thời điểm là giữa tháng 5 tới bây giờ Thì chúng ta lại thấy cái hiện tượng là có thêm Ethereum đẩy lên trên những cái sàn giao dịch Mặc dù là nhìn xa hơn đó thì các bạn thấy được là Ethereum vẫn là cái xu hướng à, từ thời điểm tháng 8 năm 2020 tới bây giờ đó là vẫn là cái xu hướng càng ngày càng ít Ether trên sàn hơn. Nhưng mà trong dòng thời gian từ giữa tháng năm tới bây giờ thì thực sự là có thêm Ether trên những cái sàn giao dịch. Và đây là tất cả những cái thông tin mà Thu muốn chia sẻ với các bạn trong cái video ngày hôm nay. Thu hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong cái video này. Và nếu mà nào mà có hứng thú muốn tìm hiểu những cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của Thuận Capital đó thì các bạn có thể bấm vào cái link ở bên dưới cái video này để mà tìm hiểu những cái ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus hay là được giảm phí giao dịch lên tới 20% khi mà tham gia vào những cái sàn giao dịch lớn và một lần nữa Thuận cảm ơn các bạn đã dành thời gian để mà xem cái video ngày hôm nay và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp tạm biệt các bạn Let's go. Yeah, I'm like an addict. Do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got